Sáng nay, ngày 22 tháng 4, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc với Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2022 và tình hình triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp được thực hiện tốt. Việc chỉ đạo triển khai công tác phòng chống COVID-19 từ Đảng ủy đến cơ sở được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Công tác triển khai học tập, quán triệt và cụ thể hóa, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp được thực hiện đồng bộ, gắn với đặc điểm từng tổ chức đơn vị. Công tác tổ chức xây dựng đảng tiếp tục được triển khai hiệu quả, trong đó điểm sáng là đã thành lập mới được 4 tổ chức đảng, 8 tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp 85 đảng viên mới trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh, đã khẳng định được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các tổ chức chính trị xã hội. Về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã tập trung rà soát các nội dung, chương trình, kế hoạch đã ban hành, kịp thời điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phù hợp và chỉ đạo triển khai thực hiện. Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng với vai trò là mô hình đặc thù cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng, trong đó cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại trong triển khai chương trình hành động để thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tôi đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo ban là phải thấy rất rõ cái vai trò trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ. Trong đó thì tôi đề nghị là công tác xây dựng đảng thì công chí tiếp tục quán triệt và làm tốt một số các cái nhiệm vụ mà đã được xác định. Nói ví dụ như là cái việc triển khai thực hiện cái kế hoạch 45 của Ban Thường vụ về thực hiện kết luận 21 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Tiếp tục thực hiện kết luận số 80 về xây dựng đảng và các cái đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tiếp tục quan tâm thành lập các tổ chức đảng, công đoàn cơ sở, phát huy vai trò trong việc nắm bắt tình hình công nhân để kịp thời hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó, cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm được thành phố giao. Công tác quy hoạch thì đối với 3 khu công nghiệp mới thì chúng ta đang triển khai rồi, nhưng riêng cái khu công nghiệp mà đã được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư thì công chí tổ chức triển khai cái việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo cái yêu cầu. Tôi đề nghị là xây dựng cái tiêu chí để đảm bảo cho cái việc là sau này khi đầu tư là chúng ta phải thu hút được các cái doanh nghiệp vào cái khu công nghiệp mới này, sớm hoàn thành cái đề án nghiên cứu kêu gọi và xúc tiến các cái doanh nghiệp và tập đoàn lớn đầu tư vào các cái khu công nghệ cao và khu công nghiệp, tham mưu đề xuất và cương quyết xử lý thu hồi một số các dự án chậm triển khai trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các đơn vị địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự cũng như trong công tác giải phóng mặt bằng.